Tử đó với có nghĩa là nó thành thói quen, nhìn vô là biết ông này đánh như vậy chắc cả ngày được. Từ cái công thức về dọn này hụt chỉ con đánh dẹp mô la luôn, chỗ nào chứ bị cây sắc rồi. Tư duy lựa chọn, thí dụ quan hành vi ra, tụi con chọn đúng đường mà sư phụ sẽ đánh cái đường đó là tụi con đang lên đường. Còn có rất nhiều người con có chơi nhiều đứa đúng số nhiều lắm mà ra lựa đường là mẩy đánh không, có nghĩa là cái đường dễ không đánh, đi đánh cái đường khó rồi mong muốn nói chúng hỏi ủa sao con đánh đường đó vậy, sao rồi đường kia không đánh được, dạ con đang tập nước trước sư phụ đó không con. Rồi, đang học bài cái số nào? Con nhớ đi, có phải lúc con đang học bài số nào á? Nó ra hai hình vi. Một hình dễ không cần đúc số. Một hình khó có đúc số mà con đang học bộ số đó, con phải đánh lắm đúng không? Để thử nghiệm với chú Con bộ. thí nghiệm ở trong trận đấu đúng không? Đó là tư duy sai lầm. Người ta nói á, lựa chọn nó quan trọng hơn nỗ lực. Bây giờ con đi từ đây ra Nha Trang. Con đi cao tốc. Con đi máy bay. Con đi quốc lộ. Con lựa đường đi là thứ nhất, con lựa phương tiện là thứ hai, nó sẽ quyết định tốc độ của mình đến và mình đạt được thành công không. Nó lựa chọn đúng là tới cùng, nó lựa chọn quan trọng là nỗ lực. Lựa cái đường biên khó rồi ráng đánh cho bằng được rồi hụt cái là xui. Giờ nói lựa chọn nè, cách nào để né đá, công thức né đá, ai đánh bia rồi hay bị đá vô tay sợ luôn, đá giết sợ luôn, ai bị đá sư phụ cũng bị đá đúng không, thế giới đánh cũng bị đá, nhưng có hai loại đá, đá bị động và đá chủ động, có nghĩa là con đánh vô đá liền là con sai, còn viên con chạy qua nhiều vòng với đá là con xui đúng không, một sai hai xui thôi, một là thiếu tài năng hay thiếu đạo đức vậy thôi. Vậy thì làm sao để né đá, công thức đầu tiên để đánh bida ba băng không đá là nếu được không được đánh đường đá. À, ra né chỗ công an ta đừng đi đường có công an đó thì cái giờ sao vậy, con phải lựa cái con đường mà nó không có rủi ro trước, ví dụ có hai hình vi, hình này chắc chắn không đá, hình này đá, ví dụ ba băng con và tứ băng thì cái nào dễ đá hơn, tứ băng dễ đá hơn thì mình phải ưu tiên đánh ba băng con đúng không sai đúng không, mà hình vi nó sẽ có hai hình hai vấn đề nên thì chỉ hết tư duy lựa chọn đúng làm tới cùng. Cho nên cái tư duy nó quan trọng hơn. Và cái thứ hai tiếp theo nó là gì? Đó là kỹ năng. Kỹ năng thì trong cái kỹ năng quan trọng nhất mà chúng nó là gì? Kỹ năng ra cơ và kỹ năng chạm trái đúng không? Kỹ thuật ra cơ và chạm trái. Kỹ năng phải luyện tập. Nhưng ngày hôm nay tôi tập cho tụi con là kỹ năng gì rì chuột. Con đánh tốt cái kỹ thuật ra cơ đó mà muốn qua kỹ năng cù lê. Thấy là cù lê nhỏ đẹp quá sao đánh không được, cái tay mình dám được. Cái tay kỹ thuật cái tay điều khiển cây cơ, cây cơ tác động lên trái bi và trái bi di chuyển theo ý đồ của trong đầu của mình, cái đầu mình muốn đánh trái bi đó nhưng mà cái tay mình không nghe lời mình và cái tay mình nó không tác động được lên trái bi, lên cây cơ thì cây cơ nó không phát ra được đúng trái bi, nó không đạt được quỹ đạo trái bi mình muốn. Trong đầu mình là mình muốn đánh đường đó, đánh không ra, đánh không được cho mình không, chưa có ai chỉ cho ai dạy người, cho nên chỗ đó kỹ năng tư duy xong rồi tới gì thắng bại là kỹ năng, thì cái cuối cùng mới là cái gì, em nói sao kiến thức, kiến thức nút số, thường nói thì kiến thức nút số cần nhiều đâu, nói với tụi con dưới 0.6 thì cũng cần nhiều, bốn bộ thôi, bốn bộ cơ bản của ABB là tụi con đánh bao lên 0.6 với điều kiện cái lực con phải hoàn hảo nha, hoàn hảo 5 kỹ thuật, 5 kỹ năng và 4 bộ số đảm bảo tụi con đánh được 0.6 và cái tư duy đúng cộng cuối cùng, nếu như áp dụng hết những cái này rồi cái cuối cùng là cái gì, tôi nói là gì, tính cách là cái này một tính cách nè, khi mà con giỏi mọi thứ rồi con nằm trong bài học luôn đánh luôn là gì, này có bệnh nữa, bệnh này có chị nè ẩu chứ làm trái được đúng không, ẩu ẩu đó thì ông thầy cũng được, cái bệnh ẩu là cái bệnh nó không chữa thành cái tật, nên phải kỹ, dù trái sườn trái dễ con phải cực kỳ kỹ kỹ trúng trái sườn nó còn trái tiếp theo, con còn con đừng nghĩ con mất một điểm con bị hụt trái sườn do con ẩu á, con phải mất một điểm tại vì sao trái đi đó nó còn rất nhiều điểm,
Còn cái bi khó mình cố gắng, có phải khi gặp bi khó thì con rất tập trung không? Cố gắng giải quyết nó, gặp cái bi dễ đại tục phải mất điểm đâu, mất một số điểm. Nhưng sau khi một cháy sườn thì nó mới thường hay để sườn cho người ta. Cái bi khó là trong đầu tụi con suy nghĩ đánh không được chẩu ngược lại, đúng không? Còn một cháy sườn để sườn ra cái không những mình mất, ví dụ như cháy sườn cái lý con quýnh tốt quýnh được 3 điểm, quýnh hộp cái để nó quýnh lại 3 điểm con lỗ sao cũng chứ đâu phải 1 điểm, đúng không? Con lỗ cái sườn con thấy thủ quýnh 3 điểm thì đau liền, khó chịu. Nên sườn nó không cần, con phá bi khó con tập đánh sườn nó chắc, đánh sườn chắc là ok. Ba bằng con tứ bằng năm bằng né đá rồi những cái cơ bản, đúng không? Cô ba gia sư mình cũng học rồi, đúng không? Vì cho mọi người cậu này là bệnh này là phải tự chữa nha các bạn. Thủ thấy thì thủ nói lắm dở rồi thủ chấp nhận nha, chứ thủ nhìn lướt qua thấy thái độ đánh ẩu là cái người thầy là người ta cũng muốn dạy đâu, không biết thầy dạy này bao nhiêu võ công thấy nó cũng xem thường, đúng không? Con thấy thủ canh bi thủ hạ xuống tụi con ngồi ngồi học có tâm gia cái là tao phải giật mình chứ ổn nhu nhào vô. Con thấy thủ đánh cái series 10 bao nhiêu clip series 10 thủ đánh con thấy nhịp từng trái đều rất chậm, không không có gì đâu gặp. Từng bước di chuyển hạ cơ căng bi cực, thủ thấy con thấy không? Chính thủ đánh tốt đánh hay thủ đánh nổ vẫn hùng có gì nhà ai thủ nó cắt nổ nó vừa đánh vừa nó cắt về cùi luôn, nhưng mà tập trung vô lại là đánh được. Có nghĩa là cái bệnh nổ đó thủ cũng bị hiểu không, vì khi mình gấp thứ nhất là mình đánh mình sợ người ta chờ á, tụi con treo da bây giờ đánh sợ chậm quá thằng kia nó chờ không chưa, ok nó lẹ lẹ đi rồi có công nó hối, đúng không? Thì dù nói nha, miễn sao con đánh đừng quá chậm, đừng quá 40 giây, thằng nào hối chậm được nghỉ chơi. Nó chơi visa mà gấp gì đúng không, gấp nhảnh clip đi má ba băng canh thấy bà nội luôn, tính số mình chết người ta cho 40 giây đánh. Tuy nhiên mình mới canh mới chuẩn bị đánh 20-30 giây mà nó lấy kiến nghỉ không chơi gì nữa. Nó không chơi đi nghiệp phải lẽ cái lẽ đi chịu tính gì mới tính nó xôi mày là ông trời không cần chơi thế gì người chơi, nhưng lên ABB có ai chơi vậy không? Lên ABB thủ rất là chậm nha, như con tập thủ nói tập không có gấp thủ đứng chờ con cứ từng bước vô. Ví dụ như trong vòng 10 phút đó con chỉ đánh 10 cú thôi, nhưng con từng bước nhịp nhàng con đánh 10 cú tập một cách chất lượng, nó khác với con đánh 20 cú liên tục mà không ra gì hết trơn, đúng không? Nó còn chất lượng hơn, nghĩa là con phải đạt được cái cảm giác tập một cách nghiêm túc, căng thẳng trong lúc con đang đánh cú tập luôn. Giống như con đang đánh cái bi này, cái cuối cùng phải ghi điểm. Đây là 39 rồi, còn điểm này kết thúc. Không được thuộc thì con tập, dù là cái bi tập con tập với tâm thái đó con mới lên cười. Nó mới rèn luyện cái gì? Cái đức tính của mình, đó. Tụi con đánh bi da lòn mà là do con thiếu đạo đức, đó. Đức tính mình phải luyện, đó. Ẩu là ẩu qua bệnh này là ẩu là phải co thuốc nha, dở nha, sư phụ đồng ý còn một viên dở mày xin nhớ giờ mày thuộc cực kép đúng không, ẩu mà lười mày nẹo giỏi được không có gì qua cái siêng năng hết, thấy không? Con sèn cao hút đường leo một không, nó leo không được nhưng con leo một chưa giờ chưa ra luôn, chưa giờ chưa ra liếm luôn, nó vô đây thuộc dài giờ đánh được 0.2 mấy giờ đánh đề ba bao chúng mình được kỹ lắm, ngày nào cũng tập ngày xin chắc chúng nó lên vậy, con quan sát thằng đó nó dở nhất của sàn con. Nhưng mà nếu như mà mấy thằng hay á ở trong xem du lịch mình á mà có cái thái độ giống đường đó thì con hay lẹ lên nổ cái thằng dở nó rất là xin để nó biết nó dở được, thấy không? Tập trung lắm. Vậy là con cũng gần đó, bữa đó ăn chí luôn chứ. Giờ nó bắt đầu lên cơ bất ngờ. Nên là ẩu, mà lười là bệnh này phải chữa. Chữa một xin, canh bi kỹ, chậm, điềm đạm, tính nhanh, đánh chậm, nhớ chưa? Đó là các bạn, tính sao? Tính nhanh nhưng mà đánh sao? Đánh chậm. Còn mấy đứa, tính chậm. Cơ chú quýnh liền một điểm trúng luôn, má tới cái điểm trúng cực thấy mẹ tới 30 giây đập xuống đánh cái bóp con gái hậu quá đến hậu khác con là con thấy đủ tính nhanh là mình tập tính nhanh rồi tập cho nó quyền trong phạm vi 40 giây 10 giây đầu tiên con phải quyết định được điểm đánh đây, quyết định được đường đánh, phải quyết định nha, đường đánh chọn đường đánh
tụi con hay phân vân, thường mình bị mất thời gian trong thi đấu, mình thấy đồng hồ nó nhảy là sao? Con do dự quá, không nhìn ra, không lựa chọn được cái đường đánh ngay lập tức trong vòng 10 giây. Phải trong bước ra là trong đầu mình đã quyết định cái đường đánh. Đồng ý chưa? 10 giây tiếp theo là gì? Phải tìm ra điểm, điểm đánh, quyết định điểm đánh và về. Quyết định chọn điểm đánh và phê điểm đánh. Thì con còn bao nhiêu? 20 giây để từ từ bước xuống canh biệt. Có gì đâu. Nhưng mà thường người ta mất, người ta bị chậm hay là người ta vội là bị sao? Tính lòng quá. Chọn đường đánh, không chọn đi tới lui hoài, phải do dự không biết đánh đường nào hết. Do mình không học những kinh nghiệm chữa lý hình tượng, cho nên mình chậm cái đó. Cái khi mình thấy còn gấp, nó thấy người kia nó đang thói thói mình không đánh đầu. Đánh nhanh quá nên mình không có đạt được hiệu quả, đúng chưa? Thì vấn đề nằm vòng đây thôi. Chủ không nói đâu sai thôi. Vậy thì bây giờ túm lại, nói túm kéo quần lại, túm nó quần lại là kiến thức số này xếp hạng mấy? Tụ tiên bố tụi con là sư thù đánh bàn nhỏ, không biết một bộ số luôn. Có ông thầy đầu tiên là ông Lê Văn Bền, ông dạy chủ hình bi là tư duy, cái này đánh sao, mặt trái sao, phê sao, lực sao. Ông dạy chủ có 3 tháng mình gặp giống hơn thường xuyên. Tại thù đánh bàn nhỏ sư tiên 10 không có một bộ số luôn. Không biết số là gì đánh bằng lúc áo là đại không? Cuối cùng sau này thường có cái dòng dạy ra thường cũng mới dùng cái ý nghĩa hồi xưa con không thảo hay rồi. Con gặp những cái người không biết số mà đánh hay giờ gặp nhiều không? Vậy tại sao không biết số đó mẹ ta? Thấy con đặt nặng cái vấn đề đi. Ngày hôm nay tâm này học thủ con mới phát hiện ra cái được ra cơ quan trọng hơn lúc đó. Cái người đánh hay á, người ta hoàn thiện hay thì tư duy ta đúng, ta lựa chọn đường đúng là ta kiếm được cái cơ tốt. Người ta vô tấn là phát cái cơ ra một cái thôi, còn thấy còn sợ mẹ thôi. Rồi chút nữa con tê luôn, phát tấn luôn. Đúng rồi. Không thấy không cần ta đánh một cú bi thôi. Thằng này vô chứ bị chuột không trúng thôi là phải giật nhíu 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 người. Cái đó nó quan trọng, phải không? Kỹ thuật quan trọng đây thường dạy nhíu chưa? Con thấy đối tượng cách đó sút mạnh không? Bắt chớn từ xa chạy. Đúng. Nhưng mà Rivaldo là các cầm dặm dò cái là đá cho bì cũng đá cho bành còng luôn. Chủ thể phát cơ không cần nhắc, bị chôn vậy. Luyện kỹ thuật nó cao. Để có những tình huống con đâu có thời gian để nhắc. Ví dụ tính tới phút cuối cùng cái bài thủ hay còn 38 giây thủ đặt cơ xuống đánh dẫn kìa. Đâu cần nhắc đâu, mỗi lần nhắc mất 1 giây đúng không? Con hiểu không? Tình huống cấp bách thì kỹ thuật có lại phát huy. Đúng chưa? Cái Rivaldo là cái cầm không? Trong vòng cấm hả, Ronaldo với Carlos cũng không bằng Rivaldo. Con coi vậy, những cái kỹ thuật suốt mà không cần lấy đà của Rivaldo cũng có dậm cái giò xuống, nhấp cái chân này vừa dơ lên cái thằng kia, ổn vừa dơ lên cái kia cản chân trái, dậm ngược lên chân phải, suốt chân trái vô. Có nghĩa là nó chỉ cần dậm chân lên chứ không cần lấy đà, thì nó suốt lúc nào người ta ấm hay này nó ghê ghê suốt lúc chạy tu vậy, nó suốt mạnh luôn á chứ không suốt nhẹ, nó suốt vô góc dưới A là được luôn á, nên là nó tập nó quá nhiều. Cho chủ nói tụi con nhau, kỹ năng quan trọng hơn kỹ thuật. Luyện kỹ năng tuyệt đối. Kỹ năng là cái gì? Sơn mỏng, đánh dày nì trô, bu lê, tán xòe, chạm trái dày mỏng, chạm vô điểm trúng, chạm nửa trái, vòng vòng mấy bài đó thôi. Giờ quýnh vô cái bài con đánh nửa trái, thằng nào đánh cũng được nửa trái chân gì sao? Mấy nửa trái dễ đánh chứ được. Mới chừng già mới đưa con gái đánh được nửa trái được. Bây giờ kêu vậy bộ số nửa trái, đánh nửa trái chung. Đánh hơn được trái, đánh được trái không? Gì kỳ vậy? Vậy sao mà vô đúng số vô được? Đúng không? Chứ chưa nói cho học bula, bù lơ, nó chạm 8 phần bi, 2 phần bi, nghe ghê không? Đánh được trái. Quá đúng được trái, chúng là 8 phần 3 phần 8, 9 phần 6, 6 phần 10, tùm lum la. Tào lao, chạm trái là tập luyện mà cảm nhận cái đòn chạm. Cảm nhận được cái đòn chạm là quan trọng nhất. Chứ con quýnh như con robot, lấy cái bi chia 8 chia 12, trời ơi, bula sẽ bỏ 7 năm chứ. Hồi xưa bị tranh thủ sư tổ luôn, nãy mày kêu tao là trường mù la, tao đem mù la đầu tiên về đánh thời gian không chửi tao bỏ luôn. Tao đánh mù la giống như mấy con đu bô chơi bia, làm sao không nhìn được cái bi cắt bao nhiêu phần, ngoài sự biết mỏng bao nhiêu về bao nhiêu đánh được, được không? Đúng đâu cần phải kiểu mà khô khan vậy được, đúng không? Cái này đánh dày quá giảm mặt trái lại tập viết quen. Còn nói đánh mù la tính mệt, hiểu không? Chứ có công thức không cần bô la, tụi con đánh khỏe, đánh đường đạn thuộc. Tin không? Tính rồi này tụi nói con bô la là tính phần trái. Ta cho hàng tập bô la đánh đúng cho bên này. Nhưng mà cái người
thằng biết tính Mola tính người á. Còn cái người người ta đã hiểu vấn đề hiểu không? Cái trái quy này là Mola vừa đưa xác bằng đúng không? À cái dây con nè. Đó Mola cũng vô lỗ rồi. Tính ra được á. Kỹ thuật ra tôi mặt trái khó khăn. Tôi có công thức đánh đó là muốn vừa chỉ tôi con dễ. Tôi không liệu. Từ đó có nghĩa là nó thành thói quen, nhìn vô là biết ông em đánh chứ bây chắc cả ngàn rồi. Từ cái công thức về dọn này thì chỉ con đánh dẹp Mola luôn, chỗ nào chứ bị cây dây sắc rồi. Cái dụng tay cũng không phải 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 không phải. Mula có chỉ áp dụng cho con xác băng thôi, hiểu không? Xưa Xuân đánh Mula mà giờ sổ Mula thì bộ sổ xiên cũng từ Mula mà ra. Nhưng mà Xuân không có đánh Mula, mà Mula nó quá phức tạp, dạy người ta cũng mệt. Rồi tụi con biết tụi con thành Ubo đó, những hình vi vậy, đúng không? Tính Mula nó ra vậy, đúng không? Đúng không? Không, 2, 4, đúng chưa? 4, 5, 6, 7 điểm trúng là 7 thì chẳng hạn, đúng không? Tính dưới nè, đây tính lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 13, 13, cộng 2, 15 15 giảm 6 bằng trái 9 nắp về đúng không? Này em bô lai xuống rồi còn xảy tình huống như vậy thôi. Này nữa trái 9 nắp về, 9 nắp về làm đâu? Nó là mũi 4 rưỡi của mình đó. Hãy biết, nghe xuống đọc biết này bô lai 12 vậy. Bỏ luôn rồi thầy xài ma quỷ này đúng không? Đơn giản hơn 1, tính tới tính lui mà luyện kỹ năng là quan trọng nhất. Quýnh nhị nó may mất quá. Thấy không? Quýnh nhị quá máy móc đi. Vậy tôi cũng nói nè, cơ bản nhiều tình huống à, giờ giờ đứng theo tính tới luôn này nhiều một cái chứ mẹ nè cũng giết thành thục lòng đúng không, số gì đâu đúng không, tính tới tính lui đó là đánh mà cái cảm giác đánh của mình cảm nhận như một số anh em cơ đủ chuyên nghiệp như chiến hằng nại rồi nói cảm giác mới là chưa nói không. Cảm giác bi chứ bi dịu dàng nó cũng đâu cần nó tính số của mình bi này đâu, đã xoáy vô à, cái này đã vô như vậy đi. Còn tính lên tới điểm chạm lùm lao không, người ta tính xong ta hiểu được cái quỹ đạo chứ bi nó chạy rồi, thả cái là chúng thả cái là chúng có nghĩa là không có gì qua tập luyện thường xuyên đúng không. À mở nha cậu cường đây à, đức là tấm gương về đức tính phẩm chất của sự siêng năng và cần cù và kỹ lưỡng vô không đâu cũng cường đó, đánh thì có thể gọi là trình độ thấp nhất ở trong nhóm sale và centurion level đúng không, nhưng đức tính người không phải học nha, xin lắm chậm hỏi đi hiểu để phụ con muốn gần 2% giờ clip rồi những cái hình bay con cũng muốn cảm giác là con trúng một thường như phụ nhưng mà con bắt số vô quá thì vậy thì con không được bắt số, dù đánh bằng con giờ đâu bắt số nữa đâu, để con đang nạt cái cảnh giới đó thì con mắc gì con phải quay lại từ đầu. Vậy con lại thích là bắt số hay không? Khó thì con bắt. Con phải biết bắt để con bi khó con bắt. Còn khi người ta đánh ba băng con mà để gầy sườn người ta đã không còn quan trọng mức số rồi. Giả dụ chỉ cần nhìn cây ve thôi giờ tự lửa phải đánh. Con đánh lấy mức số thì con đâu có khiển được hết mọi thứ đúng không? Còn khó là con phải bắt rồi nha. Còn ví dụ như cái này dễ chứ mẹ bự cái quà luôn à. Chăm cây ve thôi thả. Nhiều khi đánh vô chỗ nào tôi còn biết luôn. Tao mới đánh được chỗ nào tao biết, tao biết đánh trong chán đậu đó. Có hiểu không? Đỉnh cao của Bia là nhớ. Chỗ nào không mất cảm giác này. Chủ mới đánh trong chỗ tao không nhớ chứ tao rớt đầu luôn. Mà tao biết cái mặt chạm nó giảm vô là chết. Tao biết cái đậu này quanh đây. Tao chỉnh nắp phê được đánh sẽ phù hợp để trúng con này không. Lấy sườn này nọ rồi chứ, phải đánh lấy trúng thì như lấy điểm trúng thì nó thôi. Thì con đang được cảm giác đó, còn những trái. Có những trái nè. Nè, chút số gì? Các ban con nè.